1 phút 30 giây. Nhanh gọn lẹ. Chuyển đi, kiếm đi, tìm làm sao cho nó ra được. Đó. Làm nhanh nha, nhanh gọn lẹ. Rồi 30 giây rồi. Nhanh lắm. Rất là nhanh luôn. Cố lên nào. Chúng ta có 4 cái ống như vậy. Nhanh lên, nhanh. Trời ơi, nhanh vậy hả? Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đơn giản các bạn sẽ bỏ ống nhỏ vô ống lớn vô ống lớn hơn nữa, và cuối cùng nó sẽ ra cái mẫu này. Đó. Mà áp lực ở đây là gì? Là thời gian. Rồi 1 phút 30 giây nha. Làm nhanh, kiểm tra nhanh, bỏ sao cho nó gọn như y như vậy nha. Sau phút 30 giây chúng ta vẫn là người thua. Mà thua thì các em nhỏ không có quyền ưu tiên. Chuẩn bị. Nào, kiểm tra đồng hồ đi Hàm Đất Trương. Dạ. Không không. Không không, số mấy Hiền Mai? Mở ra không, không không. Không không đúng không? 3, 2, 1, bắt đầu. 1 phút 30 giây. Nhanh gọn lẹ. Chuyển đi, kiếm đi, tìm làm sao cho nó ra được. Đó. Làm nhanh nha, nhanh gọn lẹ. Rồi 30 giây rồi. Nhanh lắm. Rất là nhanh luôn. Cố lên nào. Chúng ta có 4 cái ống như vậy. Nhanh lên, nhanh. Trời ơi, nhanh vậy hả? Được rồi đó, đúng rồi đó, còn Hiền Mai thôi. Chúng ta còn 50 giây nữa. 50 giây cuối cùng. Đó, 50 giây, 3, 40 giây, 30 giây. Rồi. Vô. Trời ơi, nhanh quá. Rồi, chúc mừng các bạn. Chỉ trong vòng 1 phút 10 giây thôi các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nào, bây giờ quyền ưu tiên là gì? Đây, lần này tới em nha. Được giảm 10 quả bóng tennis. Rồi, chúc mừng. Trước khi các em nhỏ bước vào vòng thử thách đặc biệt để quyết định thắng thua, thì Quỳ Linh muốn rằng nhạc sĩ Hâm Đất Trương hãy gửi tặng cho các bạn nhỏ một món quà tinh thần, một bài hit, một bài hot nào đó hợp nay, nhất hôm nay. Chắc là một bài gọi tên tôi nghe bản thân hơi, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên nhau khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Chứ không phải bầu ơi đừng khóc hả? Bài đó thì nó vui quá. Rồi, cảm ơn Hâm Đất Trương rất nhiều. Chỉ còn một chút vậy thôi, sẽ có thêm cái tinh thần động lực để các bạn nhỏ vượt qua thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách vô cùng quan trọng để xem đội nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay. Mời quý vị đến với thử thách với mái ấm gia đình Việt. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.